Hello, xin chào các em. iPhone XS. Vâng thì gần đến Tết là còn mấy ngày nữa là Tết thôi. Và bên mình vừa về một lỗi ghép giá vô cùng là rẻ luôn. Phải nói là rất là rẻ luôn ấy. Chỉ có 8 triệu 950 nghìn thôi anh em nhé. Chỉ có 8 triệu 950 nghìn là mua được iPhone XS phiên bản quốc tế này, 64GB này và 128GB, 256GB đắt hơn có 1 triệu. Có nghĩa là khoảng 9 triệu 950 nghìn. Giá này á, thì có khi còn rẻ hơn cả iPhone X ở bên khác đang bán. Đó, bên mình về là vô cùng là nhiều thôi. Thì đây là đại diện một số em đấy, chủ yếu là màu đen rất nhiều này. Đây, màu đen mình về rất nhiều, màu trắng và màu vàng thì hơi ít hơn một chút đó. Thế nên là anh em nào cần mua sao sắm Tết này, chuẩn bị là mua điện thoại để chơi Tết này, thì anh em nên chọn những cái chiếc máy này, iPhone XS mà trong khung giá tầm dưới 10 triệu nhé, nó là vô địch luôn rồi. Bởi vì iPhone XS nếu mà nói thì các bên khác như bên mình đang bán cách đây mấy hôm trước ấy, thì mình bán phải hơn 11 triệu mới mua được iPhone XS cơ, mà hơn 9 triệu thì chỉ mua iPhone X thôi. Và bây giờ mình về cái lô này rất là rẻ thì mình phải làm video giới thiệu cho anh em biết. Thì bên mình để cái mã cái sản phẩm này nhá. Đây này, bên mình để mã là chia ra làm là 95%, nhưng thực ra 95% ấy thì nó mình phải nói thật là mình phải đẹp như 99%. Phải đẹp như 99% ở nơi khác đang bán. Bởi vì bên mình có quy định rõ ràng, máy phải đẹp long lanh, phải gọi là lướt hay gọi là near new thì bên gọi là 99. Còn máy mà hơi phải một chút xíu ấy, hơi phải theo quá trình sử dụng nó lâu lâu ấy, hoặc là pin nó yếu thì bên mình gọi là 95. Kể cả máy bên ngoài vỏ đẹp long lanh nhưng pin hơi yếu ấy, thì mình gọi là 95. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem những chiếc máy này nó là như nào và nó sẽ đẹp như nào nhá, và nó sẽ ngon như nào mà bên mình bán lại rẻ như vậy. Nhiều anh em nghi ngờ bên mình là rẻ như vậy thì chắc là không ngon, nhưng mà mình cho anh em xem cho rất cụ thể nhá. Đầu tiên ấy thì mình sẽ bóc hết ra cho anh em cho luôn để anh em biết là nó sẽ đẹp. Để anh em không tin là nó sẽ rất là đẹp. Đó, sẽ rất là đẹp nhá, mình sẽ bóc. Đây. Thì ở đây là mình đang có, hiện tại mình đang còn khoảng 30 con thôi, không phải là nhiều đâu. Và từ giờ đến Tết là chắc là sẽ không về nữa, bởi vì là chỉ còn có tuần nữa thôi là chúng ta đã nghỉ Tết mất rồi. Thế nên là mình sẽ giới thiệu luôn, trước mắt ở đây thì mình có khoảng 15 con thì phải. Đó, mình đã bán một số lượng tương đối là lớn ở trực, bởi vì là mình đã cho lên Facebook của mình chạy quảng cáo rồi mà. Thì mình bán số lượng tương đối là lớn rồi. Đấy, và rất là nhiều anh em đã mua rồi. Thế nên là mình chỉ còn tầm khoảng 30 con thôi. Đấy, đây có khoảng 15 con thì mình cứ để trước bởi vì khung hình không thể hết được. Anh em cùng xem nhá. Mình đang bóc ngẫu nhiên, anh em cùng xem này. Nó đẹp như này này. Đó, không có cấn luôn. Bởi vì 95 bên mình là không cấn móp, không chảy xước nặng, mà chỉ hơi phải thôi. Đây, ví dụ nhá. Ví dụ đây này. Đây. Nói chung là đẹp, phải đẹp như 99 bên khác. Mà giá lại rất là rẻ, không bằng iPhone X luôn. Anh em cùng nhìn thấy mình nhá. Đây, như con này rất đẹp này. Đó, rất là đẹp luôn này. Đó, anh em thấy không, mép rất là đẹp này. Nó chỉ có hơi phải một chút xíu đây này. Ví dụ nhá, như chiếc này là bật đấy nhá, cái gạt rung. Cái gạt rung hơi chảy một chút này. Không thể bán thành Nidio 299 được. Đó, bên mình quy định như vậy. Nhưng viền rất là đẹp. Đó, nên có giá 95 và rất là rẻ. 99 bên mình thật, anh em mình vẫn đang bán là 11 triệu, hơn 11 triệu một con. Nhưng 95 chỉ thế này thôi. Đó, đây. Em này nhá. Đó, anh em nhìn đâu, phải một chút rõ rắc vào này. Đó, thì bên mình gọi là 95 luôn. Chứ nhiều bên là vẫn bán được 99 ấy, chứ không có 95 đâu anh em nhé. Vẫn bán 99 và giá vẫn hơn 10 triệu. Chứ không có giá tầm 9 triệu như mình đang bán đâu. Đây, màu vàng đây. Còn vết đây, à vết này chỉ là vết đấy thôi. Đấy, vẫn đẹp như này các bạn. Này, có nói chung là tìm để cái vết xấu của nó thì phải nói là rất là khó. Thế là nó là 99 thì khi anh em cũng tin luôn chứ không nghĩ là 95 rồi đúng không? Đây mình nói là 95 là 95 thôi. Đây, camera vẫn đẹp luôn. Đấy, cái này là cái bẩn để dán khi dán đây thôi. Mặt trước xem có bị xước không nào. À, thì nó sẽ bị xước một chút xíu đây này. Mặt trước đây xước một đường gọi lông mèo đây này. Đấy, khó nhìn đấy, anh em nhìn không? Đấy, hơi gì đấy, đấy, xước nhá. Một đường thẳng là lông mèo đây, thì bán hành 95. Chỉ có một thế thôi, còn lại rất là đẹp. Còn độ zin của nó như nào? Tất cả những chiếc máy này ấy, đều zin nguyên áp, chưa tháo luôn. Mình phải nói thật là tất cả những máy này đều chưa tháo, còn nguyên áp. Đó, cụ thể ra nhá. Đây, pin còn 85%. Đó, nguyên áp chưa anh em, mà bên mình không kích pin. Hiện tại bây giờ anh em đi mua XS hoặc XS Max hết bảo hành hệ thống rồi nhá. Pin 100% và 99%, đa phần không phải hàng trả bảo hành, không phải hàng còn bảo hành ấy, thì nó thật với anh em là cũng phải là hàng kích pin. Có nghĩa là như nào, người ta đã bung máy ra, người ta cắm cục pin vào một cái đốc và sau đó người ta kích cái pin lên 99%. Anh em dùng trong vòng một tuần không khéo xuống luôn 85%. Đó, bởi vì hiện tại pin XS nếu mà thay là phải hàn thì mới giữ được thông số, chứ không là nó sẽ báo là pin thay. Đó, tất cả những máy này mình phải nói thật với anh em là còn nguyên zin mà mình không thay pin. Mình vẫn để nguyên 85 hay 81%, bởi vì giá nó rẻ mà. Anh em có nhu cầu thay pin thì anh em báo mình thay pin miễn phí nhé.
thay pin miễn phí, nhưng mình phải nói thật là mình thay pin nguyên sang chứ mình không hàn kho gì cả. Thế nên là pin nó sẽ báo là pin đã bị thay. Đó. Đây, 83% được chưa? Mình để nguyên zin và thay pin sẽ là miễn phí. Đấy, mình nói luôn là như thế. Để cho anh em yên tâm. Đây. Đây nha. Chiếc máy này này. Đó, chứ không phải là cái việc mà anh em đi mua xong là pin cao quá anh em tưởng là ngon, thực ra là kích pin hết rồi, 83%. Tất cả những máy nguyên áp là bao giờ pin nó rất là thấp. Bởi vì nó ra mấy năm rồi, nó thật với anh em, nó ra 3 năm rồi. Bây giờ là iPhone 12, 12 Pro rồi. XS là cái đời cách đây 3 năm rồi. Thành ra là không bao giờ còn pin ngon hơn 3 năm rồi. Từ tháng 9 của năm 2019. Đó, tháng 9 năm 2019. Và bây giờ là năm 2021 rồi. À, tháng 9 của năm 2018. 19 ra 11 Pro, 2020 ra 12. Đúng rồi, tháng 9 là 2018, không phải 19 anh em nhé. Đây, 84%, chỉ 80% thôi. Chắc chắn anh em như vậy. Thế bên mình sẽ quy định nó là 95%. Thực ra hình thức rất là đẹp nhá. Đó. Và tiếp nữa là đây là những chiếc máy quốc tế 100%. Đây anh em hoàn toàn yên tâm, format thoải mái. Đến từ Hàn Quốc. Đó. Đây nha. Toàn bộ AIS là chuẩn hết. Cho anh mở cái đọc xin vào đây. À đây, không có đây. Đây nhá, anh em có nhìn không? Tên model của nó là A2097 này. Trùng hết, áp suất của y nguyên, thổi thoải mái. Đó, thổi thì bị quỳ đỏ thôi. Thế không khuyến cáo, nhưng mình nói thật với anh em như vậy. Đây này. Đây, cái dòng thông tin của A này. Trùng nhá. Trong khai sim này, hơi trên camera này không ghi được. Nhưng mà nếu anh em mà đi xem trực tiếp thì cứ xem thoải mái. Ở dưới này nó sẽ có một cái số. Đây, ở trên này này, A2097 này. Chỗ này sẽ A2097 trùng hết. Đó, khai sim có thể cũng có thể trùng. Đây. Khai sim trong này trùng này. Bởi vì đây là những chiếc máy mình nhập nguyên bản Hàn Quốc về nhé. Toàn bộ mình nhập nguyên bản Hàn Quốc về, chưa hề có sửa chữa, chưa hề có thay thế. Nguyên zin áp suất còn y nguyên. Bây giờ kiếm được hơi khó. Ở Việt Nam nó thật với anh em, bây giờ kiếm được những chiếc máy còn áp suất nguyên zin áp suất hơi khó, bởi vì đa phần là dựng hết rồi. Có thể là các cửa hàng dựng tại Việt Nam đã thay được vỏ rồi. Tại Việt Nam đã dán được áp suất rồi. Đó, thay pin kích pin là đầy đủ rồi, 99%. Sạc có mấy lần. Hết bảo hành hệ thống và toàn pin fake hết. Đó, anh em lưu ý như vậy. Thế là đi mua được những cái chiếc máy mà giá rẻ mà được 95% mà như này mình hơi khó thật anh em luôn. Bây giờ mình sẽ chỉ qua về cách anh em có thể xem được những chiếc máy này vừa rẻ vừa ngon nhá. Việc đầu tiên là bây giờ đi mua máy ấy, bởi vì những chiếc máy iPhone XS trở lên ấy thì thay màn. À đâu, thay pin là nó sẽ báo là pin đã bị thay. Đó, mà trừ trường hợp là pin bị kích thôi. Đó, thế nên anh em đầu tiên anh em mua máy nhá, anh em mở máy lên trước này. Anh em vào đây giúp mình. Anh em xem có chuẩn hay không. Thì như này mình sẽ là chuẩn hết này. Việc đầu tiên ấy là cái màn đen này này. Đây anh em để cho mình cái màn đen nhá. Đây, để chỗ độ tối này. Nếu mà trong trường hợp anh em vuốt này lên này. Đây, mình lưu ý anh em này. Trong cái trường hợp ấy, cái màn đen, bởi vì là những chiếc máy iPhone XS đều là màn AMOLED. Đó, chứ không phải là màn LCD, không phải màn phản quang. Thế nên ở cái nền đen này, anh em nhìn nó rất là đen nhá. Khi để một cái giao diện đen này, cái nền đen rất là đen. Cảm tưởng như nó không phải là sáng đèn ấy, bởi vì là những màn LCD ấy thì cái màu đen nó sẽ hiển thị màu đen, nhưng mà vẫn phải có một lớp sáng ở phản quang lên. Thế nên là cái nền đen nó sẽ không được sáng hoàn toàn, nó không được đen hoàn toàn. Đó, thế nên là khi đi mua XS nha, anh em cứ xem cái nền đen này mà so với cái viền đen này này là nó đen gần như nhau ấy. So với cái viền nhựa đen gần như nhau ấy thì chuẩn là màn AMOLED xịn. Chắc chắn là như vậy, bởi vì là màn LCD bây giờ người ta cũng fix được chu tông rồi. Đấy, cái vấn đề là có chu tông nữa, còn không có chu tông ấy thì coi như là không luôn, không lấy luôn. Nguyên zin là phải như thế nhá. Đấy, cách xem màn nó như vậy thôi. Đấy, đây này. Ở dưới này, nhất là dưới này. Đây, anh em nhìn kỹ cái mép dưới này xem có cái phản quang không. Nhìn kỹ mà thấy có cái đèn phản quang ở dưới này ấy, chắc chắn là màn thay rồi. Đó là màn phản quang giá rẻ. Cái màn đấy mua vào chỉ có 1 triệu thôi. Mình nói thẳng với anh em là mua vào cái màn đấy chỉ có 1 triệu thôi. Và mà trong khi cái màn đấy ghét xịn bây giờ phải khoảng 3 triệu. Đúng không? Đó. Mà kể cả màn thay mà xịn mà không fix chu tông thì cũng không còn chu tông. Thế là còn chu tông là một. Và thứ hai là dưới này với đen thì khẳng định là màn zin. Đó, bởi vì là mình không khuyến cáo anh em trong vấn đề test áp suất khi thổi vào. Bởi vì thổi vào có thể quỳ bị đổi màu. Đó, có thể là bị nước vào bên trong, có thể gây chết máy. Không khuyến khích anh em cách thổi vào bên trong nhé. Mà chỉ hướng dẫn anh em cách là anh em xem được là chuẩn hay không. Đấy, đây là những chiếc máy XS giá chỉ hơn 9 triệu bên mình thôi. Đây, đầu tiên là xem cái chu tông và cái màn hình trước này. Thứ hai là anh em vào xem cái này. Đó, thì bên này có phải XS không, iPhone XS nhá. Dung lượng là bao nhiêu GB, 64GB này. Bên mình có đầy đủ cả 256 là 64GB. 256 thì chỉ có 9 triệu 950 thôi. Đây. Đó, 26 có luôn. Đây anh em nhá. 26GB này. Đó cũng 9.950, còn 64GB là 8.950. Rất là rẻ như vậy thôi. Đó. Đây, anh lưu ý là dung lượng này. Đây, thì con iPhone XS ấy là nó hơn con iPhone X ở cái là nó có thể dùng được hai SIM. Trong đó là một eSIM là SIM kỹ thuật số và một SIM thực là tháo ra tháo vào. Đó. Thế nên là nếu anh em đi xem ấy, anh em phải bật bên trong xem giá có 8 triệu à có 9 triệu mà lại mua phải con X thì cũng không phải là đắt.
nhưng mà mình đang cần mua XS giá rẻ như ở MSM điện thoại siêu rẻ cơ mà. Thế nên là nếu mà mua được hơn 9 triệu mà đi mua mà không hai sim này thì chắc chắn là iPhone X đổ vỏ rồi. Anh lưu ý như vậy nhé. Đấy, phải có hai sim, một sim thực, một sim kỹ thuật số này, và cái sim kỹ thuật số này đến nhà mạng kích hoạt phải dùng được bình thường thì mới là quốc tế chuẩn. Còn nếu mà chỉ dùng được một sim thực và sim kỹ thuật số không dùng được thì đấy không phải là quốc tế chuẩn. Đó là cái mà anh em đi xem tiếp. Tiếp nữa nha, là cùng xem ở trên hệ thống Apple này. Đây nha, là phải có hiển thị. Đây là mình sẽ copy cái dấu serial number này, tại vì tí mình đỡ phải xóa khoảng cách. Hoặc anh em có thể copy số email 1, email thực ấy, và sau đó anh em vào trong web cho mình. Là mình vẫn hướng dẫn anh em trên mạng ấy, là anh em vào trong web là check iPhone nhá. Check iPhone này. Đấy, vào đây này, vào cái trang chủ của Apple, có logo của Apple ấy nhá. Đấy, check cover get của Apple ấy. Anh em vào đấy nhá, anh em paste vào đây. Đây, CDM nhá, anh em ấn cái captcha này vào. Đây. Đó. Nó ra thông tin chưa? Nó ra thông tin là có một ngày mua xác thực này. Thật ra bảo hành chắc chắn là hết rồi, bởi vì có thể ra mấy năm rồi đó. Cắm máy tính mang Bluetooth thì nó sẽ thông báo là thời gian sản xuất và thời gian kích hoạt là bao nhiêu đâu, đúng không? Nhưng chắc chắn là hết bảo hành rồi nhá, mới là chuẩn này. Chứ còn báo đỏ này, không báo không có email không phải chuẩn hàng dựng ấy, hoặc là cái hàng đã bị Apple người ta từ chối bảo hành rồi, bỏ bảo hành rồi, anh em phải check được ra như này nhá, đó là chuẩn. Còn đấy là về xem bên trong email các thứ này đó. Đây, cả cái phần quan trọng nữa là cái phần A, xe đã bị thay vỏ hay chưa, vào đấy nhá. Đây, cái số máy này, mở tên ấn vào đây một phát này, ra A này, modem này, chọc cái khai sim ra, nó nằm ở dưới này này, chọc khai sim ra nhé, nó nằm xong có đúng không nhé. Đây, mới là chuẩn nhá. Đấy, nó nằm ở dưới này, cái này ở trên camera nó khó nhìn lắm, nhưng nó chỗ này nó có dãy số cũng là A như vậy, mới là chuẩn. Chứ lệch cái chữ A đấy thì chắc chắn là bị thay vỏ rồi. Đó, anh em lưu ý với mình là một cái là như vậy. Thứ ba nữa, bây giờ anh em sẽ xem bên ngoài, bên mình bán 95% mà đẹp như này nhá. Chứ đừng có đi mua 95% xấu hơn thì bằng tiền thì cũng vất đi. Bởi vì bên mình rất đẹp. Đó anh em nhìn nhá. Đây con nào đấy rất là đẹp này, màu vàng này. Bởi vì bên mình pin cứ dưới 80, pin tầm khoảng 85. Đổ về là bên mình gọi là 95 luôn cho nó nhanh. Hoặc là xước xước một chút xíu. Thì bên mình gọi là 95 đây này, nhưng con này xước kính một tí này, nhưng kính zin nhá, bên Hàn Quốc kho giữ đây này anh nhá. Đấy cũng gọi là 95. Đó, chứ còn 99 là nó phải đẹp. Ok chưa? Thì xem vỏ này. Đầu tiên ấy là anh em lưu ý cho mình là cái lưng zin là nó sẽ rất là khít này. Nhắm mắt vào và cùng vuốt cảm tưởng như là một khối chứ không phải hai khối khác nhau. Đó, chứ còn vuốt mà nó cứng cứng ngồ ghề chắc chắn là hàng Reforbit thì còn ngon, chứ không phải là hàng thay vỏ thằng ép kính luôn lưng rồi. Đó. Anh em lưu ý vậy nhá. Đây. Vuốt rất là mịn này. Đó, nhìn kỹ xem có cái chỗ nào bị xước bên trong không? Nhìn kỹ xước bên trong không? Không xước bên trong là chuẩn nha. Đây, màu vàng vậy này. Đó, vuốt rất là sướng luôn. Nhìn kỹ bị xước bên trong không nhá. Màu vàng rất là tươi. Màu vàng là hơi bệt bệt này. Nhìn trong ánh đèn nó sáng sáng cái này này. Đó, sáng sáng ánh vàng này. Chứ còn màu vàng mà hơi bệt bệt là lưng thay. Lưng thay bây giờ mua vào đâu có 90.000 hay 100.000 đấy. Về khuyết khuyết cái chỗ này là lắp vào được vào đây. Đó. Đấy, anh ý nhá. Rất là mịn này, vuốt rất là sướng này. Rồi, tiếp nữa là đến màn hình trước. Màn hình đằng trước của iPhone XS màn hình zin nhá, màn hình phản quang bao giờ sẽ dày hơn màn hình zin. Màn hình phản quang giá rẻ bao giờ cũng dày hơn màn hình zin. Thế nên là khi chúng ta kiểm tra màn hình đằng trước ấy, chúng ta nhìn xem có dày không? Nó mỏng mà nắm bắt là vuốt mịn như là gần như là một khối. Đó, thì là màn zin nó vuốt và nó gồ ghề nó cao hơn khoảng 1 mm nhá. Chắc chắn là màn phản quang luôn. Cao hơn khoảng 1 mm chắc chắn là màn phản quang luôn. Thứ hai nữa là nhìn cái màn này nó mỏng này. Mép này rất là mỏng này, mỏng đều nhau luôn nhá. Chứ chỗ này mỏng hơn, chỗ này dày hơn này. Đấy, thì chắc chắn là bị thay rồi, bởi vì màn phản quang nó hay bị trường hợp như vậy mà ra rẻ. Chứ còn mỏng rất là đều này, mỏng rất là đều nhau này. Các màn hình rất đều nhau này, lệch nhau là một là ép kính lại, kính đều. Hai là màn phản quang, thì chỗ này sẽ dày hơn một chút. Đó, anh lưu ý mình là như vậy. Màn phản quang bây giờ nó hơn triệu một cái rồi. Đây nữa, cùng xem tiếp này. Máy đã cũ, thì phần loa trong nó phải bụi. Có vệ sinh đến mấy nữa thì kiểu gì nó cũng phải bụi. Đó. Này. Và cái camera anh em lưu ý là không có bụi bên trong nhá. Camera không có bụi bên trong này. Bên trong nó có viền, những cái viền này không bị xước này. Mỏng đều nhau này. Trừ trường hợp chỗ tay thỏi không nói gì rồi. Chứ từ chỗ trên này, từ chỗ mép này, từ mép bên cạnh này, mép dưới đều nhau luôn. Một khối luôn, giống hệt nhau luôn. Chứ dày hơn một chút là không phải nhá. Sau lưng camera này. Đây có bẩn cái gì thì không biết. Nhưng lau đi lau lại nhá. Cái này của mình rất là bẩn. Bởi vì mình dán cái bảo vệ camera khi vận chuyển mà. Đây lau lại này anh em nhìn nhá. Rất là sắc nét luôn. Cái phần bụi của ấy nó phải bám vào cái mic phụ này, chứ không phải là không, một là không có bụi, rất đẹp,
hai là không có màng, chắc chắn là thanh nhá. Đó, camera rất đẹp đây. Đen kít một khối luôn, chứ không phải trắng trắng bên giữa đâu nha, và rất là không có bụi. Với là zin. Rồi, đó anh em lưu ý nhá. Đó, đi test máy mở chừa nhìn qua hình thức là biết là zin. Cái màu viền này. Đây, sắc nét này, vàng là vàng, đen là đen, bạc là bạc. Đấy, màu viền này. Đấy, cái phần nhựa này, vuốt đều nhau này. Màu nhựa này này, màu nhựa này này, màu nhựa chân sạc này giống nhau này. Đó, vuốt nhắm mắt vào vuốt như là một khối luôn, chứ không phải hai khối tách nhau. Vẫn là lưng chuẩn nhá. Các nút này màu giống hệt nhau này. Đó, và rất là chắc chắn. Đó. Đây. Trong này có bụi một tí này, vẫn là cũ nhá. Chuẩn nhá. Đó. Đi xe máy đơn giản như vậy thôi. Đó, và cái đơn giản hôm nay xe máy, cách xe máy iPhone XS thì mình đã từng làm clip rồi. Anh em có thể xem lại cho kỹ. Còn bây giờ mình chỉ sơ qua cho anh em như vậy thôi, và mình muốn giới thiệu là bên mình hiện tại đang có một lô XS giá rất là rẻ để anh em mua trước Tết nhá. Thì đơn giản thì bây giờ là bên mình vẫn ship được hàng, và ship được hàng đến tận 30 Tết. Thế nên là nếu anh em ở trong miền Nam ấy, anh em đặt hàng bên mình ấy, thì anh em đặt trước 27 Tết cho mình. Anh em ở ngoài Bắc thì anh em có thể đặt trong vòng ngày 28. Thì bên mình vẫn ship được cho anh em và anh em vẫn nhận được hàng trong Tết nhá. Đấy, giá của những sản phẩm này thì mình công khai luôn, giá trước Tết bên mình đang bán hiện tại bây giờ ấy là chỉ có 8.950.000 cho phiên bản 64GB thôi. Chỉ có 8.950.000 cho một chiếc iPhone XS quốc tế phiên bản 64GB thôi nhá. Rẻ còn hơn cả iPhone X bên khác đang bán. Và 256GB là đắt hơn 1 triệu. Và số lượng 256GB thì không nhiều bằng 64 đâu. Thế nên anh em nhanh ra đặt hàng đi. Thì đặt hàng bằng cách là anh em có thể comment bên dưới video này số điện thoại và tên. Hai là anh em có thể là gửi tin nhắn cho mình đến số điện thoại là 02565 26789, hoặc gọi điện được. Hoặc là gửi tin nhắn cho Facebook bên mình cũng là MSM điện thoại siêu rẻ luôn. Là bên mình sẽ hướng dẫn anh em cách đặt hàng và mua hàng này. Còn nếu anh em nào ở Hải Phòng thì quá là ngon rồi, anh em có thể đến trực tiếp shop 170 Lạch Tray để anh em mua. Bên mình chỉ hiện tại mới đang chỉ có duy nhất chi nhánh ở 170 Lạch Tray thôi. Còn sắp tới sang năm bên mình có thể triển khai những chi nhánh ở tỉnh khác, thì lúc đấy mình sẽ làm video mình thông báo cho anh em luôn để anh em biết được anh em đến mua. Bên mình luôn luôn bán những chiếc máy zin và giá rẻ nhất đến tay anh em, bởi vì bên mình chỉ có nhập chính gốc và nhập bằng tiền mặt, tiền tươi luôn, không có nợ nần gì cả. Thế bên mình nhập giá rất rẻ anh em nhé. Lưu ý với anh em như vậy, với mình bán lãi nhuận lợi nhuận không nhiều, chỉ đủ để bên mình duy trì và chỉ đủ để bên mình kinh doanh nó hợp lệ và đủ trả lương cho anh em thôi. Thế nên là mình bán giá rất rẻ, anh em cứ có thể tham khảo tất cả các nơi giá rẻ máy ngon đó. Đấy, mình nói lại là nữa, anh em có thể đặt hàng tại website này msm.vn, đặt hàng tại Facebook msm.vn, đặt hàng tại comment video này, hoặc anh em có thể là đến trực tiếp shop 170 Lạch Tray, hoặc em có thể điện thoại mình 02565 26789 để đặt hàng những chiếc máy này nhá. iPhone XS quốc tế đẹp như 99%, gọi là 99% đi, giá chỉ có 8950 thôi, để hơn anh với cái bên khác đó, đơn giản vậy thôi. Anh em xem mà thấy cái clip này hữu ích cho người khác, anh em thể chia sẻ cho mọi người cùng xem trên Facebook cá nhân của mình ấy, và sau đó là anh em có thể đặt hàng với mình. Cảm ơn anh em xem clip nhá, chào tạm biệt anh em.